Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay anh Trường cưa cái cây sồi siêu to khủng lồ này nha các bạn. Để mình quay lên cây sồi nha. Cây sồi này siêu nhánh luôn các bạn ơi. Nó cặp với đường lộ mà nó cặp với dây điện luôn. Đây, dây điện nè các bạn. Cây sồi này cao lắm nha. Cưa cây sồi này ở Suối Vàng nha các bạn. Siêu nhánh luôn. Rồi, anh Trường lên đây để chuẩn bị leo lên cây sồi nha. Lấy cái cọng dây lên luôn các bạn ơi. Rồi quên tới đó rồi. Cuộc mấy cái cọng dây điện cho nó sát vô thân cây sồi nha các bạn, để nhắm nó rớt xuống nó không có bị dướng. Rồi, anh Trường bắt đầu chuẩn bị leo xích lên trên đấy nha. Mình kiếm cái máy cưa, mình quay cái máy cưa của ảnh nha các bạn. Leo lên tút trắng đó. Rồi, máy cưa của anh Trường là máy cưa Fukawa nha các bạn. 6.200 nha. Xài làm tinh lưỡi cưa tin, lưỡi cưa lớn nha các bạn. Rồi, anh leo mì trảnh luôn rồi các bạn ơi. Cây này quá cao luôn. Leo mì dạng rút trảnh nè. Rồi, anh Trường ở trên đấy thòng cái cọng dây xuống treo cái nhánh này nha các bạn. Nó cọng dây đó, có cái móc luôn, có neo á. Ở dưới bên đây nó nghiêng qua cái đám đinh lăng á các bạn, với hàng rào luôn rồi. Rồi, anh Trường đứng tuốt cái trên đó nha các bạn. Còn anh Thợ ở dưới này thì cuộc máy cưa cho anh Trường ở trên cây kéo lên. Đang cuộc cái máy cưa. Rồi, lên Trường ơi. Rồi. Kéo cái máy cưa lên các bạn. Các bạn mà thấy anh Trường cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó, gần nhà có cưa hạ thì hãy liên hệ với anh Thợ nha. Số điện thoại anh Thợ em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Anh leo ở trên cắt xuống để coi anh Thợ cắt cái nhánh nào nha. Chứ mình thấy cái cây này khó hạ lắm. Rồi anh Thợ tuốt cái trên cây to đó bắt đầu giật máy nha các bạn. Oh.
Oh,
các cái đợt này nha các bạn, rất là to người có cái nhánh này. Kéo cột vô cái cây xoài kia luôn đi. Không, vô vô chỗ cây xoài kìa. Không, Phượng ơi, Phượng ơi, đưa sát vô, gạch sát vô, ốp qua luôn. Oh.
Lọt ơi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Sao kẹt vậy ơi? Kẹt dây rồi các bạn, để mình lại mình tiếp nha. Anh Trường leo lên tuốt cho em nữa nha còn các bạn. Còn anh Trường nó máy ngắn to. Oh.
ăn cho tao thở cái hả? Rồi ngồi đó đi. Dạ chỗ này bằng bằng, cái đứng đây là bóng đứng đây rồi. Giờ chưa mở chắc quá cấm các bạn, rất là lâu.
Uh-huh.
rồi rồi chuẩn đi, hai ba ngự lại xô nó. Đất rồi, đất rồi. Ngã đó. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp. Mở xô nhúng nhích đó. Rồi, ở cao cao vậy đó, ở xô. Ngã đó. Chim chim dưới. Chuông chuông cái mấy cái rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.